Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nổi bật trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vài tháng nay, trên địa bàn các phường xã Lam Sơn, Hùng Cường ở thành phố Hưng Yên, xuất hiện tình trạng người dân tự ý trồng các loại cây lâu năm gồm nhãn bưởi tại khu vực đất trồng cây hàng năm như rau màu, ngô đỗ chuối. Ngay lập tức Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo hai địa phương tiến hành kiểm tra ra soát các trường hợp vi phạm phát sinh mới trên địa bàn, đặc biệt tại vị trí quy hoạch thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng kịp thời ngăn chặn tình trạng trồng cây đón đền bù nơi dự án đi qua hộ ông Thiện ở thôn Cao Xá xã Hồng Cường có 3 sào đất bãi trồng chuối 4 đến 5 tháng nay ông Thiện đầu tư mua hơn 100 cây nhãn bưởi đường kính gốc cây từ 15 đến 20 cm để trồng xen vào ruộng chuối lấy lý do là để dần thay thế cây chuối đã cho hiệu quả kinh tế kém tuy nhiên khi được chính quyền thôn, xã giải thích việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng này là vi phạm, nhất lại là trồng cây mới trong khu vực quy hoạch dự án đường kết nối di sản không những không được bồi thường mà còn bị xử lý vi phạm hành chính thêm. Ông thiện đã chấp hành nhổ, tự thu hồi các loại cây trồng mới. Bây giờ ủy ban nhân xã ông cường và ủy ban nhân thành phố đã có chủ trương là không cho chúng tôi trồng nữa thì chúng tôi bây giờ đã chấp nhận và đã rổ. Qua giả soát, toàn xã Hùng Cường có trên 100 hộ vi phạm với hơn 1.100 cây lâu năm như là nhãn, cam, bưởi mới được trồng tại các vị trí quy hoạch dự án đường kết nối di sản. Trong đó, tập trung chủ yếu tại Lô Ba Bãi Cụ, thôn Cao Xá với hàng trăm hộ vi phạm. Đây là khu vực chưa thực hiện dồn thừa đổi ruộng nên diện tích canh tác của mỗi hộ rất nhỏ. Phường Lam Sơn có hơn chục hộ vi phạm nhưng với diện tích lớn hơn. Ban đầu, quy trình xử lý vi phạm tại các địa phương chưa dứt điểm. Thành phố Hưng Yên đã ra văn bản đôn đốc chỉ đạo phê bình chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai xã phường, đồng thời yêu cầu các địa phương phải lập danh sách cụ thể, chi tiết diện tích vi phạm, số lượng cây vi phạm, vị trí đất vi phạm, tiến hành làm việc với các trường hợp là chủ sử dụng đất hoặc người có hành vi vi phạm. Gặp gỡ các hộ dân mang cây về trồng thì cũng rất là khó khăn, bởi vì người ta thường thường là, hay là trốn người ta mời người ta lên làm để vận động thì cũng rất là khó. Ban thôn, ban chi ủy cũng như các ngành đoàn thể cũng đã đến gặp gỡ trực tiếp đối với từng hộ gia đình mà có cây đang trồng và cũng gặp gỡ các chủ tháo đất đang trồng cây này thì chúng tôi đã đến nhà gặp trực tiếp động viên để tuyên truyền để đạt kết quả giao tốt nhất. Bây giờ là, là, là giữa thành phố và ủy ban năm thôn là không cho trồng là chúng cũng không trồng. Đến nay, trên 90% số hộ ở hai địa phương đã ký cam kết tự thu hồi diện tích cây lâu năm mới trồng, cam kết nếu sau này gia đình có diện tích đất thu hồi xây dựng đường kết nối di sản sẽ không có đơn thư và đề nghị hỗ trợ cây trồng lâu năm phát sinh mới. Một vài hộ còn lại không có mặt tại địa phương hoặc chưa ký cam kết, ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục gặp gỡ làm việc và sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 20 tháng 8. Ủy ban nhân xã thì hàng tuần đều họp giao ban giao cái nhiệm vụ cái trách nhiệm cho các đồng chí là bí thư tri chi bộ trường thôn và cũng giao cán bộ địa chính thường xuyên kiểm tra uh, nắm bắt được để xem có hộ nào mà vi phạm mới thì sẽ xử lý ngay để triệt để. Việc thành phố Hưng Yên kịp thời chỉ đạo đôn đốc các địa phương vào cuộc sát sao nhằm giữ nguyên hiện trạng tránh tình trạng trồng cây đón đền bù đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông hồng là cách làm cần được phát huy nhân rộng trong bối cảnh tỉnh hưng yên còn nhiều dự án cần đền bù giải phóng mặt bằng thời gian tới